Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người sang năm 2023 có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Như thường lệ thì đến với video ngày hôm nay thì em xin được cập nhật và chia sẻ với tất cả ông bà, cô chú, anh chị, quý vị khán giả những cái thông tin rất là đặc biệt, rất là vui liên quan tới đàn gà con. Thì dạo gần đây thì đàn gà con đang rất là tất bật với những cái công việc đặc biệt và chuẩn bị cho cái live show đặc biệt tối đêm nay. Vì cái tính chất của live show này rất là quan trọng, nó đánh dấu cái cột mốc cực kỳ quan trọng trong một kỹ năng mà đàn gà con đã chịu đựng rất là nhiều cái khó khăn, gian khổ, đã vượt qua rất là nhiều những cái vụ lùm xùm. Thì tối đêm nay là cứ đêm là một cái đêm mà phải nói là đàn gà con cố gắng vất vả rất là nhiều, mà quý ông bà, cô chú, anh chị cũng biết. Thì đêm nay Sài Gòn đang đổ mưa rất to, đúng không ạ? Nói chung là ông trời ông cũng xúc động khi mà thấy được cái tấm chân tình của đàn gà con, đúng không thưa quý vị khán giả? Thì mới đây em cũng cập nhật được những cái thông tin rất là mới, bởi vì quản lý Diễm Phạm luôn theo sát các con trong những cái đêm live show vừa qua tại vườn cà phê An Nhiên Hồ Bơi. Và mới đây thì quản lý Diễm Phạm đã chia sẻ mùng 3 Tết rồi lì xì nhau một nụ hôn, kẻo hết Tết rồi. Thì hôm nay là cái ngày mùng 3 Tết thì tất cả các quý vị cũng đã biết, cũng có rất là nhiều những người đã khởi hành từ dưới quê sang Sài Gòn, lên tới Sài Gòn để chuẩn bị cho cái công việc mới của mình tại Sài Gòn. Thì thật sự rất là thương cho mọi người, rất là vất vả từ quê lên Sài Gòn để làm. Và ra đây Huỳnh Đức Duy đã bình luận đó là chụt chụt. Thì đàn gà con cũng đã thể hiện cái tình yêu thương đối với ba Diễm Phạm rồi. Thì ba Diễm Phạm rất là chịu cực khổ với các con trong cái thời gian gần đây. Phải nói là vất vả vật lộn với cái công việc tại quán chay, rồi vừa phải hỗ trợ cho các con đi hát live show, và cũng chuẩn bị cho tất cả các con trong cái hành trình hoạt động nghệ thuật. Đó thì các quý vị cũng đã biết là ở khắp nơi. Vừa rồi thì chăm sóc cho cả các con tại nhà riêng nữa. Đối với quản lý Diễm Phạm, đây là những cái công việc mà phải nói là cực kỳ bận rộn và đầy những cái khó khăn. Thì mới đây Tuyết Nhung đã chia sẻ cái hành trình trên trang cá nhân của em ấy về cái hành trình live show tối đêm nay. Thì tất cả mọi người cũng đã biết, hôm nay các con đã có mặt tại một cái ngôi chùa mà tất cả quý vị khán giả đã cảm thấy rất là xúc động, đúng không ạ? Thì khi mà quản lý cũng đã chia sẻ mùng 3 Tết, bữa giờ rất là bận rộn, từ mùng 1 tới mùng 6 em đều ở chống đồng nha quý vị. Mùng 1 Tết thì Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Hôm nay cô cháu tụi con qua để đảnh lễ chư Phật, thăm chị và chúc Tết cho quý thầy tại chùa Quảng Phước, quận 11. Kính chúc quý thầy năm mới an lạc, sức khỏe và tinh thần thì luôn thoải mái. Và Mích Quỳnh Trần cũng đã cùng với Tuyết Nhung, Thiên Ngân đã đến chùa Vạn Phước. Nhưng có một cái điều đặc biệt hơn thì hôm nay Đức Hiếu sau khi mà sắp xếp xong cái công việc thì Đức Hiếu cũng đã vội vã về chùa Pháp Lạc, thưa ông bà, cô chú, anh chị, về Bình Phước, về chùa Pháp Lạc để thăm các em, thăm sư cô, để chúc Tết. Đó là một cái điều hết sức là tuyệt vời mà tất cả cô bác anh chị em khán giả đang rất là quan tâm và yêu mến đàn gà con, đúng không ạ? Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà đàn gà con phải chịu đựng rất là nhiều những cái khó khăn gian khổ, những cái vất vả cần phải vượt qua. Và tiếp sau đó thì mình cũng vừa cập nhật được cái thông tin từ phía Trường Sang, thưa ông bà, cô chú, anh chị.
Mới đây, Trường Sang đã đăng tải trên cái trang cá nhân thổ lộ về cái live show khai trương ngày đầu năm mà thì từ hôm Tết tới bây giờ Trường Sang không có hát cái show nào cả. Chỉ có đêm giao thừa và hôm nay là cái show đầu năm hát tại vườn cà phê An Nhiên cùng với Tuyết Nhung, Thiêng Ngân và Juno. Thì ngay sau khi đăng tải cái show này thì Trường Sang hát cùng với Đàn Gà Con thì cái khâu chuẩn bị cũng đã khá là tươm tất, bởi vì Tuyết Nhung và Thiêng Ngân, Juno cùng với nhau tập luyện từ bữa giờ rồi, ông bà cô chú anh chị. Cho nên là khi mà tất cả quý vị khán giả thấy được cái sự yêu thương và cái sự đùm bọc lẫn nhau của Đàn Gà Con, và ngay cả như Juno cũng vậy, thì mọi người ai ai cũng cảm thấy rất là xúc động, đúng không ạ? Rất là xúc động, bởi vì cái tính tình của Đàn Gà Con lúc nào cũng phải gấp rút, cộng thêm là phải chuẩn bị trước, đúng không ạ? Chuẩn bị trước để khi mà đến cái live show thì hoạt động nó trơn tru và nó sẽ thành công hơn, đúng không quý vị khán giả? Cho nên Đàn Gà Con đã cố gắng rất là nhiều trong cái giai đoạn này, mặc dù là thiếu vắng đi cái hình bóng của người mẹ, nhưng mà Đàn Gà Con vẫn tất bật đầu tắt mặt tối, vừa kinh doanh vừa phải đi hát nữa. Mà trong cái live show tối đêm nay thì có nghệ sĩ Hoài Linh và diễn viên Hứa Minh Đạt, thì tất cả quý ông bà cô bác anh chị cũng biết cái không khí tại vườn cà phê An Nhiên sẽ rất là vui, đúng không ạ? Rất là vui, vì chúng ta biết là những cái người nghệ sĩ hài thì lúc nào người ta cũng vui vẻ và rất là hài hước và hạnh phúc. Cho nên chính vì cái điều này thì phía nghệ sĩ Hoài Linh cũng sẽ dạy cho tất cả các con của chị sẽ nắm bắt thêm một cái cuộc hành trình về cái hoạt động nghệ thuật hài. Cho nên phía Đàn Gà Con cái giai đoạn này thì đang khá là tươm tất, chuẩn bị khá là tươm tất, vì sẽ được học hỏi một người nghệ sĩ rất là lớn như anh Hoài Linh. Thì quý vị cũng đã biết là Hoài Linh cũng là cái người mà đã từng diễn với mẹ Phi Nhung trước đây, đúng không ạ? Cho nên Đàn Gà Con không còn xa lạ gì cả, sẽ rất là vui vì cái điều này. Cho nên ngày hôm nay thì em đã thấy được những cái thông tin rất là đặc biệt về Đàn Gà Con đang cố gắng tiếp bước mẹ Phi Nhung, sẽ cố gắng hoàn thành tốt những cái hành trình của mẹ Phi Nhung và học hỏi thêm một số các kinh nghiệm từ cái việc mà diễn xuất nữa, thưa ông bà cô chú anh chị. Cho nên là ngày hôm nay Sài Gòn thì cũng đang mưa rất là to, nhưng mà chào đón cái năm mới mà Đàn Gà Con thiết lập một cái live show bất ngờ với một cái trận mưa tại Sài Gòn, đúng không ạ? Cho nên quý vị khán giả khán giả cũng đã đến rất là đông, thưa quý vị, để ủng hộ cho Đàn Gà Con ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thật sự thì rất là vui khi mà Đàn Gà Con trở lại sau những cái chuyến hành trình rất là dài, nghỉ ngơi rồi phải chuẩn bị cho cái live show sắp tới càng ngày càng nhiều, mà cô chú anh chị cũng đã biết rồi đó ạ. Cho nên là phía Đàn Gà Con cũng được sự ủng hộ rất là nhiệt tình từ quý ông bà cô bác anh chị em khán giả, và cũng như là tất cả ekip quản lý trong cái thời gian gần đây. Cho nên là ngày hôm nay thì những cái thông tin như thế này thì thật sự rất là quý báu mà Vượng Hạnh TV cập nhật được cho tất cả quý ông bà cô bác được biết, đúng không ạ? Thì trong những cái chương trình live show đặc biệt này thì thật sự là quý vị khán giả đã ủng hộ cho Đàn Gà Con quá nhiệt tình và quá là chu đáo và sâu sắc. Thì Tuyết Nhung, Thiêng Ngân lúc nào cũng muốn cảm ơn tới cái tấm lòng chân tình, cái sự quan tâm đặc biệt của khán giả đối với Đàn Gà Con. Thì Tuyết Nhung, Thiêng Ngân lúc nào cũng muốn bày tỏ cái tình cảm của mình để mà báo đáp lại cho các quý vị khán giả. Và Tuyết Nhung cũng chia sẻ rằng cũng muốn hát thật hay, diễn thật hay để báo đáp lại cho các quý vị khán giả bằng những cái mà Tuyết Nhung, Thiêng Ngân đã làm được. Và cũng muốn cho quý vị khán giả được xem, được thấy những cái hành trình cũng như là những cái khả năng của mình, để cho các quý vị khán giả sẽ tin yêu hơn và sẽ ủng hộ cho Đàn Gà Con nhiều hơn, để mang lại những cái hạnh phúc nhất định cho Đàn Gà Con, thưa các quý vị. Và kính thưa quý vị khán giả, thì Vượng Hạnh TV cũng xin được cập nhật tới đây. Đầu xuân năm mới, Vượng Hạnh chúc cho mọi người có một sức khỏe thật là dồi dào, thật là hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Thì quý vị khán giả xem thì Vượng Hạnh cũng rất mong quý vị khán giả
đăng ký kênh, like, chia sẻ. Và đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Vượng Hạnh TV. Em cũng xin được cập nhật tới đây và xin cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.